Thẩm Dực không dám tin vào tai mình, ánh mắt nhìn về phía Viên Viên cũng có phần dao động. Vừa rồi hắn còn tưởng đứa nhỏ này là con của hắn, nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị hắn đè xuống. Nàng dứt khoát ra đi như vậy, lại oán hận hắn sao có thể sinh con gái cho hắn. Có thể nhìn thấy nàng là trời cao đã ban phúc, Thẩm Dực không dám cầu xin nhiều hơn. Đôi mắt hắn khẽ run, tay cũng run. Lạc Mai vẫn chưa thể giúp Viên Viên bình tĩnh, nhìn thấy mẫu thân yếu ớt ngồi trong vòng tay của người xấu. Cô bé lo lắng đến mức nước mắt giàn giụa, nức nở nói, dì đánh người xấu, hu hu, con muốn mẫu thân. Lạc Trà ôm Viên Viên quỳ xuống, căng thẳng nói, còn 3 tháng nữa Viên Viên tròn 3 tuổi, tuổi còn nhỏ mong chủ nhân thứ tội. Dựa theo ngày sinh, Viên Viên xuất hiện vào đêm Lục Oánh say rượu, đêm đó bọ điên cuồng mà dây dưa cùng một chỗ, hết lần này lại đến lần khác. Cố họng Thẩm Dực như siết chặt, nhỏ giọng nói, đứng lên, không cần giải thích. Lời nói của trẻ con không hề có suy tính, cho dù Viên Viên không phải con của hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì câu nói mà hỏi tội, huống chi đây lại là con của hắn. Lạc Trà ôm Viên Viên đứng lên, Thẩm Dực cảm thấy cả người mình như rơi vào mộng, lúc này hắn giống như bị người khác đặt giữa dòng sông chảy xiết, suy nghĩ trì trệ, ý thức rời rạc. Duy chỉ có trái tim vừa chua xót và thắt lại, dường như hắn không thể tưởng tượng được nàng đã đi một chặng đường dài đến Dương Châu khi đang mang thai, lại sinh con khi chỉ có một mình. Hắn như kẻ ngốc đứng ngẩn người, kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt. Viên Viên tức giận trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo mở rất lớn, cô bé không hiểu vì sao gì phải quỳ xuống. Chỉ mơ hồ nhận ra hành động này không tốt, thấy hắn bắt nạt mẫu thân, lại còn bắt nạt gì, Viên Viên càng tức giận. Hai tay cô bé nắm chặt, nức nở nói, cố thúc, con muốn thúc thúc, đánh hắn. Tiếng khóc của cô bé khiến Thẩm Dực hồi phục lại tinh thần, hắn nhìn Lạc Trà cùng Lạc Hồng nói, đuổi theo, các ngươi trông chừng con bé. Hắn nói xong liền ngồi xuống duỗi tay bế Lục Oánh đi nhanh ra khỏi nhà trọ. Bên trong sân, Cố Cẩn đang khoanh tay đứng trước cửa sổ, trong sân hoa Đỗ Quyên cùng Lan Hồ Điệp đua nhau khoe sắc. Khuôn mặt tuấn tú của y không còn vẻ thong thả như ngày thường, nụ cười trên môi cũng thu lại, tạo ra cảm giác người lạ chớ có đến gần. Từ Thị mặc trên người bộ quần áo màu xanh, khuôn mặt bình tĩnh, bà dịu dàng nói, có lẽ bọn họ nói chuyện trong chốc là xong. Cho dù hắn có từng là phu quân của Tiểu Triệu, hai người cũng đã hòa ly, con không cần phải lo lắng. Cố Cẩn nhìn hoa Đỗ Quyên trong sân, sững sờ một lát mới nói, nương, con không chỉ nghe nàng khóc một lần, mấy năm nay, ắt hẳn nàng rất đau khổ. Vào đêm giao thừa có lẽ là cảm thấy không thể chạy trốn được mới tuyệt vọng đến như vậy, lẽ ra con nên điều tra sớm, nếu có chuẩn bị cũng sẽ không bị người khác tìm ra dễ dàng đến vậy. Từ Thị thở dài, cũng không thể trách con được, việc này cũng không phải là lỗi của con. Ám vệ yên lặng không một tiếng động đi vào trong, nhỏ giọng báo cáo, điện hạ, hắn đánh ngất Triệu tiểu thư rồi đem đi, lúc này vừa mới rời khỏi nhà nghỉ. Đồng tử Cố Cẩn co rút lại, ngàn vạn lần không thể ngờ hắn lại to gan như thế, hộ vệ bên cạnh nàng đâu. Không phải có mười mấy người sao, không có ai ra tay với hắn. Trên người Cố Cẩn vô thức tỏa ra một cỗ sát khí mà ngày thường không có. Trên tay của ám vệ cũng nổi cả da gà, căng thẳng nói, những ám vệ này giống như biết thân phận của hắn, họ không hề có phản kháng, hắn trực tiếp bế Triệu tiểu thư đi ra. Trong mắt Cố Cẩn hiện lên một tia sát khí, ngươi dẫn người đuổi theo, trước tiên thăm dò xem bên cạnh hắn có bao nhiêu người, nếu như hôm nay ra tay cướp người, phần thắng được bao nhiêu. Ám vệ khom lưng lui ra ngoài. Trong mắt Từ Thị hiện lên sự lo lắng, nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch của Lục Oánh khi nhìn thấy Thẩm Dực, bà nhỏ giọng lẩm bẩm, nghiệp chướng. Sau một lúc lâu thở dài, nói khẽ, cũng không biết Viên Viên có bị dọa sợ không. Trong vô thức tay Cố Cẩn nắm thành quyền, 3 năm nay y nhìn Viên Viên lớn lên, đối với cô bé như con mình, cũng rất hiểu cô bé. Khi cười lên vô cùng ngọt ngào và đáng yêu nhưng cũng là một con sói con ngang ngược, nếu như chính mắt cô bé nhìn thấy Lục Oánh bị đánh ngất không biết cô bé sẽ khóc nhiều đến mức nào. Lúc này, vệ giang vội vã chạy tới, trên chóp mũi y đầy mồ hơ, gương mặt trắng nõn bởi vì chạy nhanh nên ửng đỏ. Sau khi bước vào trong, y nghỉ một chút rồi mới nói, Cố đại ca. Không hay rồi, Tiểu Triệu bị người khác bắt đi rồi. Vệ giang từng có ý định đuổi theo nhưng bị thị vệ cản lại. Vệ giang nóng lòng trơ mắt nhìn Thẩm Dực bế Lục Oánh lên xe ngựa đành phải trở về tìm quân cứu viện đến. Tuy rằng y không chịu thừa nhận nhưng trong lòng cũng hiểu rõ Cố Cẩn lợi hại hơn y. Chỉ dựa vào một mình y thì việc muốn cứu được Tiểu Triệu trở về là chuyện hoang đường không thể thực hiện được. Cố Cẩn đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, khuôn mặt tuấn tú nhìn nghiêng dưới ánh nắng khiến người ta khó nhìn rõ cảm xúc của y. Trong lòng vệ giang chợt run lên, mí mặt giật giật, khi mở miệng còn nói lắp, ngươi cũng đã biết. Vệ giang đột nhiên đứng thẳng người, lớn tiếng nói, nếu đã biết, sao ngươi không đi ngăn lại, không phải từ nhỏ ngươi đã tập võ sao? Viên Viên thích ngươi như vậy, xem ngươi giống như cha. Ngươi thì ngược lại nhìn thấy lai lịch đối phương lớn liền lùi bước. Từ Thị nheo mắt, kéo cánh tay vệ giang lại,
dịu dàng khuyên nhủ, con cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hắn đang nghĩ cách, Lỗ Mãng xông lên cũng không được việc, việc này cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Vệ Giang là người hấp tấp nhịn không được nói, suy nghĩ kỹ hơn thì người cũng chạy ra khỏi Dương Châu rồi. Cũng không biết người nọ đưa nàng đi đâu, nếu không phải huynh trưởng của nàng lỡ như làm hại Tiểu Triệu thì biết làm sao bây giờ. Vệ Giang có chút nản lòng, trong lòng lo lắng không yên. Từ thị vất vả lắm mới khuyên được Lý Đại Nương về nhà, giờ lại tốn không ít sức mới khuyên được Vệ Giang về nhà. Qua gần một canh giờ ám vệ mới trở về, bẩm báo, không tính những hộ vệ bên cạnh Triệu Tiểu Thư, đoán chừng có hơn 20 thủ vệ, đây là những người thuộc hạ cảm ứng được. Khi những ám vệ này ra tay ở trong sân có vài người có võ công hơn thuộc hạ, nếu như bọn họ muốn che giấu rất khó để phát hiện được tung tích của bọn họ. Bên cạnh Cố Cẩn còn sót lại 8 người, những người khác đã bị y phái đi Đại Chu, cho dù cấp tốc triệu hồi bọn họ về cũng cần phải mất 7-8 ngày. Cố Cẩn mím chặt môi, tay nắm thành quyền gân xanh trên tay cũng lộ ra, nói, gọi nhóm người của Minh Phàm trở về. Mặt trời đã lên cao, trời xuân rực rỡ vốn nên ấm áp, bên ngoài cửa sổ chim chóc bỗng nhiên dùng mình vỗ cánh bay về phía nam. Phủ trấn quốc công, Bùi phu nhân dường như buồn đến mức bạc đầu, từ sau đêm Bùi Uyên vào cung cũng không trở về. Chỉ phái người hầu trở về thu dọn cho y ít quần áo, nói bệ hạ phái y đi làm nhiệm vụ, đi đến cảnh thành một chuyến. Bùi Uyển cả ngày ăn chơi phóng đãng, không chịu gò bó là kẻ không có liêm chính, bệ hạ có thể giao cho y nhiệm vụ gì. Nghĩ đến việc có lẽ Bùi Uyên còn đang ở trong hoàng cung, Bùi phu nhân liền lo âu ăn không ngon ngủ không yên. Đáng tiếc chỉ có mình Bùi phu nhân ngày ngày sống trong giày vò, cũng không dám tìm đến người khác để tâm sự. Qua một tháng tóc rụng đi rất nhiều, bà cũng không dám đi đến cung Càn Thanh tìm người. Bà suy nghĩ rất lâu, đưa bái thiếp đến cung Từ Ninh, lại nhận được tin tức Thái Hoàng Thái Hậu không khỏe đang dưỡng bệnh cho nên không thể tiếp khách. Nửa tháng trước bà lại gửi bái thiếp đến cung Từ Ninh một lần nữa nhưng vẫn bị từ chối. Chẳng lẽ Thái Hoàng Thái Hậu biết được lý do bà vào cung cho nên mới không dám gặp bà? Bùi phu nhân cố gắng đè xuống những suy nghĩ vớ vẩn trong lòng, như đã đưa ra quyết định. Đứng dậy một cách mạnh mẽ, nói với nha hoàn, mai mực giúp ta, lát nữa đưa thư vào trong cung, ta muốn gặp bệ hạ. Lúc này Bùi Uyên đang lười biếng ngồi ở trên giường rồng, cùng An An và Ninh Ninh chơi trò đoán chữ, ai không đoán ra liền vẽ trên mặt người đó hình con rùa nhỏ. Không chỉ có mặt của Ninh Ninh bị vẽ ba chú rùa mà ngay cả khuôn mặt trắng nõn của An An cũng bị vẽ ba con. An An hơi không phục, rất muốn thắng Bùi Uyên một lần, nhưng lại không thắng được mà còn thua, cậu bé bĩu môi, bá bá chơi ăn gian. Bùi Uyên cười ngặt nghẽo nói, như thế nào là ăn gian? Ta là kẻ vô học, khi đi học cũng không học tới nơi tới chốn, một mình ta đấu với ai đứa, rõ ràng ta là người bị bất lợi mà. Bùi Uyên thích thú cầm lấy bút lông nhìn An An cười giống như con sói đuôi to nhìn con mồi bé nhỏ. Đến đây, đến gần đây, bên trái vẽ thêm một con rùa bên trái nữa cho đều nhau nhé. An An oát ức không nói thành lời, ngay lúc này cậu bé vô cùng hớ phụ hoàng cùng mẫu hậu. Bùi Uyên tặc lưỡi một cái, chọc lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, không phục thì thôi không chơi nữa vậy. An An không chịu thua, hừ một tiếng, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đến gần, ai nói không phục, bá vẽ đi. Ninh Ninh dè dặt kéo ống tay áo của An An, khuôn mặt nhỏ cũng tiến đến gần, nhỏ giọng trao đổi, hoàng huynh, cứ vẽ trên mặt của đệ trước, đệ có thể chịu được. An An lại kéo Ninh Ninh về phía sau lưng, mặt nghiêm nghị nói, đương nhiên là vẽ huynh trưởng trước. Bùi Uyên hiếm khi tìm được lương tâm của mình, vì vậy đưa tay xoa đầu hai cậu bé, xuống khỏi giường nói, được rồi, hai đứa đi rửa mặt, đợi lát nữa sẽ đưa hai đứa đến ngự hoa viên chơi. Lúc này mắt hai cậu bé sáng lên, Bùi Uyên sờ cằm, cảm thấy làm cha cũng dễ. Lúc này y từ phòng ngủ đi ra, Tống Công Công liền cung kính đưa thư cho y, thế tử, Bùi phu nhân muốn gặp hoàng thượng. Bùi Uyên cau mày, không rõ nương có chuyện gì mà yêu cầu gặp thánh thượng, y có thể lừa gạt được các đại thần là bởi vì khi lên triều. Ghế rồng ngồi tít trên cao, các đại thần không dám nhìn thẳng mặt vua, y có thể mô phỏng theo dáng vẻ của thánh thượng. Nếu như nương đến đây nhất định có thể phát hiện ra bất thường. Bùi Uyên ngáp một cái, phất tay, không gặp. Không gặp, nếu biết ta ở trong hoàng cung, nhất định sẽ ép ta đi xem mắt, khó lắm ta mới được yên tĩnh hai tháng. Một tháng nay, khi đại thần yết kiến Tống Công Công đều có thể từ chối, ông sợ Bùi phu nhân có việc nên mới đi đến bẩm báo một tiếng. Chờ sau khi hai cậu bé rửa mặt xong, Bùi Uyên mới lười biếng dẫn hai đứa đến ngự hoa viên. Vào tháng 2 trời vẫn còn lạnh, hoa trong ngự hoa viên không nhiều bằng tháng 3. Tháng 4, hai cậu bé cũng rất ít khi đi ra ngoài, ngay cả ngự hoa viên cũng là lần thứ hai đến, hai đứa nắm tay mừng khấp khởi, rất là thỏa mãn. Khi đi đến đình nghỉ mát gần đó, bên kia truyền đến một giọng nói, cũng không biết bệ hạ nghĩ gì, không chịu tuyển tú thôi đi cũng không muốn lập hậu. Bệ hạ là nhớ đến tình cũ, chắc chắn là vì hoàng hậu rồi.
người lên tiếng nói chuyện trước kia bật cười, hoàng hậu bằng lòng bỏ lại thái tử chôn thân nơi biển lửa cũng không chịu ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ nhớ đến tình cũ sao? Chẳng qua là một người phụ nữ vứt bỏ chồng con của mình mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An An trắng bệch, hai tay nắm chặt. Trong mắt Bùi Uyên lạnh lùng, hai tay dắt theo hai đứa nhỏ lập tức đi ra nói, lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Lưu Thái Phi hoảng sợ, vốn tưởng rằng là hoàng thượng đến nhưng nhớ đến việc hoàng thượng sẽ không đến ngự hoa viên, bà mới nhìn kỹ người trước mặt, lúc này mới nhận ra Bùi Uyên. Mặt bà đỏ lên, hóa ra là Bùi Thế Tử. Bùi Uyên xì một tiếng, cười tựa như không cười nới, ở trong hoàng cung còn dám nói lời sằng bậy về thánh thượng cùng hoàng hậu. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lưu Thái Phi, có phải là cậy lớn tuổi nên muốn nói gì thì nói đúng không? Không nói cũng có thể câm miệng. Nếu như chán sống rồi thì có thể nói với ta một tiếng, dưới tay ta nuôi không ít mãnh thú, cả ngày thích lải nhải như vậy thì chỉ cần cắn một cái cũng rất chuẩn. Sắc mặt Lưu Phi biến thành màu gan lợn, bà tức giận nói, Bùi Uyên, cho dù bệ hạ có tới cũng sẽ cho ta hai phần tình. Ngươi chẳng qua chỉ là thế tử của phủ trấn quốc công nhỏ bé lại dám bất kính với ta, ta cũng muốn hỏi là ai cho ngươi lá gan này. Bùi Uyên cười lạnh nói, đã nói lời sằng bậy còn khua môi múa mép không biết hối cải. Người tự cho mình là Thái Phi là có thể vô lễ. Ngày trước bệ hạ kính trọng người cũng xem như là nể mặt Thái Thượng Hoàng, không phải để cho người có thể ở đây phát ngôn bừa bãi. Ngay cả Hoàng hậu cùng Hoàng thượng cũng có thể sắp xếp, vậy thì người được tính là cái gì? Người đâu, đưa Thái Phi đến phía Tây Lục Cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Ngươi dám? Bùi Uyên nheo mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi nhìn xem ta có dám hay không? Bùi Uyên nói xong nhìn lướt qua thị vệ bên cạnh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thị vệ lập tức gật đầu, so với Lưu Thái Phi bọn họ càng không dám đắc tội với Bùi Uyên, huống chi y còn đang giúp Thái tử hả giận. Bọn họ vội vàng đi ra phía sau lưng Thái Phi, cuối cùng cũng để cho bà chút thể diện mà không có ra tay với bà ta, mời Thái Phi hồi cung. Lưu Thái Phi tức giận đến mức bàn tay run lên, hết lần này đến lần khác Bùi Uyên đều không nhường nhịn cho bà ta cũng không dám đối đầu với y. Ngay trước mặt các phi tần khác bà ta vẫn cần chút thể diện liền phẩy tay áo rời đi, ai ngờ Bùi Uyên lại gọi bà ta lại. Giọng điệu y lười nhác, âm cuối còn kéo dài, chờ một chút, thánh thượng cùng hoàng hậu mặc dù không có ở đây nhưng thái tử lại có ở đây, Lưu Thái Phi vẫn chưa xin lỗi đã muốn rời đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Vốn dĩ Triệu Công Công còn cảm thấy Bùi Uyên xử phạt như vậy có phần nặng. Dù sao y cũng không phải là bệ hạ, trừng phạt Thái Phi như vậy khó tránh khỏi miệng lưỡi người trong thiên hạ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của An An, ông lại cảm thấy Bùi Uyên đã làm đúng. Hai mắt Lưu Thái Phi khẽ đảo, tức giận đến mức hôn mê. Bùi Uyển đẩy lưỡi ra sau chạm vào giang cấm, đưa tay kéo An An cùng Ninh Ninh, còn không quên nói, đến lúc quay về rồi. An An là người thông minh, đương nhiên hiểu Bùi Uyên trừng phạt vị Thái Phi này là vì cậu bé. An An cúi đầu xuống, môi mím chặt càng nghĩ càng khó chịu, sau khi đi cách xa một đoạn, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào nói, có thật là mẫu hậu vứt bỏ con lại không? Bùi Uyên khẽ xoa đầu cậu bé, đương nhiên là không, lời của một bà già mà con cũng tin hả? An An mím môi, một lúc lâu sau mới lắc đầu buồn bã. Xa xa là những ngọn núi cao nối tiếp lẫn nhau, gần đó là biển xanh, từng đợt sóng bạc cuồn cuộn. Thuyền lớn lao nhanh như gió đi về phía trước, Viên Viên vẫn còn khóc, Lạc Trà tốn không ít sức mới dỗ cô bé ngủ. Sau khi ngủ, Viên Viên vẫn còn thấy oan ức mà cau mày, lúc ngủ cô bé cùng Lục Oánh rất giống nhau, làn da trắng mềm, giống như một quả trứng gà bóc vỏ, đường nét trên khuôn mặt cũng rất tinh xảo. Thẩm Dực đứng trước giường cô bé rất lâu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như sức rất lâu. Mấy lần hắn muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô bé nhưng khi nhìn thấy nước mắt trên mặt cô bé lòng hắn như kim đâm. Khi cô bé thức dậy hắn muốn tới gần liền bị cô bé gọi là người xấu, giọng nói cũng đã khàn. Cuối cùng hắn cũng không chạm vào cô bé. Khi Lục Oánh tỉnh lại, mặt trời đã nghiêng về phía tây, từng đám mây dáng đỏ chiếu sáng trên mặt biển, biến màu xanh lam của nước biển thành màu đỏ cam. Nàng ngơ ngác một lúc mới ngồi xuống. Khi nhìn thấy khoang thuyền đôi môi như cánh hoa đào mím chặt, trong mắt thêm chút lửa giận. Nghe được động tĩnh nàng thức giấc, Thẩm Dực mới đi đến phía nàng, dậy rồi. Rửa mặt trước rồi ăn chút đồ ăn, chắc nàng cũng đã đói rồi. Hắn nói xong đưa cho nàng một ly nước ấm để súc miệng, vừa rồi hắn vừa mới cho người chuẩn bị, trong lòng Lục Oánh tràn đầy lửa giận. Khó chịu vì hắn không giải thích việc đã đánh ngất àng, nàng hất ly nước trong tay hắn, cười lạnh, người không cần phải giả vờ. Nàng nói xong liền đứng lên nhìn xung quanh. Nước trong ly rơi trên vạt áo của hắn, rơi xuống dưới giày của hắn một ít, ngón tay Thẩm Dực nắm chặt lại một chút, Viên Viên ở phòng bên cạnh. Lục Oánh xách váy lên chạy về phía phòng bên cạnh. Thẩm Dực mím chặt môi cũng đi theo qua phòng bên cạnh. Khi Lục Oánh nhìn thấy Viên Viên, nàng mới thả lỏng được căng thẳng trong lòng, nàng cúi người xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô bé. Viên Viên ngủ cũng không sâu nên khi nhận ra được hơi thở của nàng, cô bé mở to hai mắt.
Viên Viên tủi thân rơi nước mắt. Mẫu thân, Lục Oánh vội ôm cô bé vào trong người. Mẫu thân ở đây, Viên Viên không khóc. Viên Viên chôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vào trong lòng ngực nàng, nghẹn ngào tố cáo, người xấu thật xấu. Lục Oánh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, vỗ về cô bé, đừng sợ, có mẫu thân ở đây không ai có thể bắt nạt con. Viên Viên vẫn lo lắng, ôm chặt cổ của nàng, cô bé chưa bao giờ đi quá xa nhà chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh vô cùng xa lạ. Trên thuyền lắc lư làm cho cô bé sợ hãi, cô bé ôm Lục Oánh nước mắt vẫn còn rơi, chúng ta đi đâu vậy ạ? Con muốn về nhà, mẫu thân, con muốn về nhà. Khi Thẩm Dực đến nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Viên Viên, hàng mi cong dài vẫn còn vướng nước mắt, cái miệng nhỏ mím lại, nước mắt vẫn còn rơi xuống. Lục Oánh an ủi Viên Viên, Viên Viên đừng sợ, mẫu thân sẽ luôn ở bên cạnh con được không? Viên Viên khóc đến mức khuôn mặt đỏ ửng, nghẹn ngào nói, con muốn về nhà. Lục Oánh dường như tan nát cõi lòng. Thẩm Dực đi đến trước mặt hai mẹ con nàng, nhìn Viên Viên nói, Dương Châu không phải là nhà của con, bây giờ chúng ta đang về nhà của mình. Viên Viên vốn đã ghét hắn, lúc này lại nghe hắn nói như vậy cô bé càng khóc thảm thương hơn, không muốn, không muốn, con muốn nhà. Lục Oánh không thể nhịn được nữa, trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Hô hấp Thẩm Dực như đông cứng lại, môi mỏng mím chặt. Lần đầu Viên Viên thấy mẫu thân nóng giận đến như vậy, đôi mắt cô bé vô thức mở to, nước mắt đọng trên mi, đôi vai nhỏ bé khẽ run. Lục Oánh nhắm mắt lại, lập tức xoa lưng Viên Viên. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy hắn, Lục Oánh chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng, thậm chí nghĩ đến hắn tức giận xử tử nàng. Lúc ban đầu còn sợ hãi nhưng sau khi qua đi nỗi sợ trong lòng nàng chỉ còn nỗi tuyệt vọng, dường như nàng đã quay lại những ngày ở trong cung, những ngày cuối cùng phải đối phó với hắn. Trong lòng nàng chứa đầy lo âu, Viên Viên khóc kéo nàng về với hiện tại, mỗi lần đều khiến cho nàng tan vỡ. Giờ khắc này nàng chỉ hy vọng hắn có thể đi xa một chút, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Viên Viên cũng là con của hắn, giọng bị khàn đi cũng không thể làm cho hắn có chút đau lòng. Lục Oánh có phần không thể chịu được, nàng giống như một người tử tù vừa bị bắt không biết khi nào sẽ bị hành hình, lo lắng cùng buồn bực. Trong lòng chứa đầy tuyệt vọng, thậm chí muốn buông bỏ tất cả, nhưng trong lồng ngực là tình cảm chân thành của nàng, ở kinh thành vẫn còn một đứa bé đang đợi nàng. Nàng tuyệt đối không thể chết được, sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng nhắm chặt hai mắt, khi mở miệng giọng nói cũng khàn khàn lạnh nhạt, mang theo ý giải thích, người ở chỗ này chỉ khiến con bé càng thêm sợ hãi. Mắt Thẩm Dực như tối lại, đáp lại là khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Viên Viên, cùng với dáng vẻ tiều tụy của cô bé trên mặt hắn có chút chua xót. Khi hắn xoay người rời đi, Lục Oánh mới thở phào, Viên Viên một lần nữa vùi khuôn mặt bé nhỏ của mình vào trong lòng ngực nàng, thút tha thút thít gọi, mẫu thân. Lục Oánh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của cô bé, nhẹ dàng dỗ cô bé, mẫu thân ở đây. Viên Viên tiếp tục khóc, tiếng khóc vừa khàn lại bất lực không ngừng lặp lại mong ngóng của mình, con muốn về nhà. Nước mắt Lục Oánh cũng rơi xuống, rơi trên vạt áo của nàng, nàng nhắm mắt mở mắt rồi nói, Viên Viên ngoan, đừng khóc, có mẫu thân ở bên nơi nào cũng là nhà, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, tin mẫu thân được không? Nàng bế Viên Viên đứng lên, đi vài vòng ở trong khoang thuyền, Viên Viên vẫn khóc vừa thở hổn hển. Nước mắt sóng như nước chảy không ngừng rơi xuống. Gió biển từ từ thổi đến, màn đêm còn chưa buông xuống hoàn toàn, sắc cam của ánh chiều tà cũng biển rộng gắn liền với nhau thành một mảng lớn. Cảnh đẹp vô cùng hùng vĩ, Lục Oánh bế Viên Viên đi tới trên boong tàu, dỗ dành cô bé, con nhìn kìa, nơi này rất đẹp đúng không? Chúng ta có thể ngắm cảnh, có thể câu cá, không phải Viên Viên thích câu cá sao? Mẫu thân tìm cho Viên Viên một cái cần câu được không? Khi ở Dương Châu, ra khỏi ngõ nhỏ chính là một hồ nước xanh biếc, Cố Cẩn từng đưa Viên Viên đến đó câu cá một lần, lúc đó cô bé rất là vui vẻ. Viên Viên còn nhớ rõ chuyện câu cá nhưng cô bé vẫn còn chút sợ, Lục Oánh nói nhỏ nhẹ cô bé mới giảm đi cảm giác chán ghét hoàn cảnh xa lạ hiện tại. Cuối cùng mới ngừng khóc, nhìn thoáng qua bên ngoài, phong cảnh trên biển quả thật rất đẹp. Lục Oánh dịu dàng nói, mẫu thân đưa con đi câu cá được không? Khi Lạc Mai đưa một cái cần câu đến đây, nàng ta mỉm cười nhìn Viên Viên nói, trên biển có rất nhiều cá lại còn thơm ngon, đợi Viên Viên câu được cá, buổi tối chúng ta ăn cá được không? Lục Oánh nói lời cổ vũ, Viên Viên giỏi nhất, nhất định có thể câu được cá, chúng ta cùng thử một lần nha. Viên Viên đưa tay dụi mắt một chút, khẽ gật đầu, Lạc Trà đưa ghế đến, sau khi Lục Oánh ngồi xuống ôm Viên Viên ở trong người, nắm tay cô bé bắt đầu câu cá. Gió biển thổi trên mặt, tóc của hai mẹ con tung bay, hai mẹ con nàng ngồi ở đầu thuyền chăm chú câu cá, xa xa những dãy núi đồ sộ. Mặt trời sắp chìm vào giữa những ngọn núi, bóng dáng hai người giống như muốn hòa làm một với biển cả vô tận. Thẩm Dực đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn bóng dáng của hai mẹ con, chỉ cảm thấy những hình ảnh này có phần không thật.
dường như chỉ cần gió biển mạnh hơn một chút có thể thổi hai mẹ con nàng đi. Từ đầu đến cuối hắn đều nhìn chằm chằm vào hai người giống như một con dã thú ngắm nhìn con mồi của mình. Viên Viên chơi được một lúc lại có chút nhớ nhà, sau khi ăn tối xong lại nghẹn ngào, mẫu thân, gì đâu, hu hu, con muốn về nhà. Ngày thường ngoài Lục Oánh, Hồ Hân là người ở bên cạnh cô bé nhiều nhất, trong mấy người gì, Viên Viên ỉ lại Hồ Hân nhiều nhất, qua một buổi trưa không thấy, Viên Viên có chút nhớ nhung nàng ta. Lục Oánh cúi đầu hôn lên hai má của cô bé, dỗ dành, Viên Viên có nhớ ca ca không? Lục Oánh thường nhắc tới An An, Viên Viên biết mình có một người ca ca, còn biết có một ngày, ca ca sẽ đoàn tụ với bọn họ, mở to đôi mắt đen láy, ngoan ngoãn gật đầu. Lục Oánh nói, chờ khi chúng ta rời thuyền, Viên Viên có thể nhìn thấy ca ca rồi. Viên Viên hít mũi, sự chú ý lúc này đã rời sang ca ca, cô bé nhỏ giọng hỏi chuyện, ca ca có thích Viên Viên không? Sắc mặt Lục Oánh dịu dàng, thích chứ, An An nhất định là một người ca ca tốt. Nửa canh giờ sau, Lục Oánh mới dỗ được Viên Viên với đôi mắt rưng rưng nước mắt đi ngủ, khuôn mặt của cô bé ửng đỏ bởi vì khóc, cả người cũng không có tinh thần, dáng vẻ ngủ vô cùng tội nghiệp. Lục Oánh ở bên cạnh dỗ cô bé, cổ họng khô khốc, môi trắng bệch nhìn xuống bàn bên cạnh, trên bàn có một bộ ấm trà hoa mẫu đơn làm bằng men xanh. Nàng trực tiếp cầm ấm trà bên cạnh rót cho mình một chén nước, cầm chén lên uống một ngụm. Thẩm Dực vẫn luôn đứng ở bên ngoài, bởi vì không dám đến gần cho nên vẫn dựa vào thính giác của mình để nghe được âm thanh của bọn họ. Sau khi biết Viên Viên đã ngủ, hắn mới lặng lẽ thở phào. Lúc này Thẩm Dực mới đi vào, hắn mặc cẩm bào màu đen, viền ống tay áo được may bằng chỉ vàng, bên hông đeo ngọc bội kỳ lân. Đi đường luôn không có tiếng động, sau khi hắn tiến vào, không gian bên trong thuyền trong nháy mắt có một loại cảm giác áp bức không nói thành lời. Lục Oánh nắm chặt chén nước, nàng hít sâu một hơi đặt chén nước lên bàn, thấy Viên Viên đạp chăn nàng đưa tay kéo chăn một lần nữa đắp lên người Viên Viên. Ánh mắt Thẩm Dực vô thức dừng lại ở trên người Viên Viên, hàng mi cong dài vẫn còn ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngay cả lúc ngủ môi cũng bĩu xuống, nhìn vô cùng yếu ớt. Thẩm Dực lại nhớ đến An An, khoảng thời gian nàng vừa rời khỏi hoàng cung, An An cũng luôn khóc, khóc rên như một con mèo con, thường xuyên khóc trong giấc ngủ. Mắt Thẩm Dực tối sầm, trong lòng hắn lúc này có chút không vui. Lúc này hắn thậm chí không còn nghĩ đến việc truy vấn nàng tự ý mang Viên Viên rời đi, bỏ lại An An. Hầu kết của hắn lăn hai vòng, ánh mắt nhìn nàng cũng phức tạp lại thâm sâu, biết hắn có chuyện muốn nói. Lục Oánh đứng lên nhỏ giọng nói, đi ra ngoài rồi nói, tránh đánh thức con bé. Nàng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Trên người nàng vẫn là váy dài màu trắng tuyết, bên trên vạt áo thêu hoa sen. Ban đêm gió biển có phần lớn thổi bay làn váy của nàng về sau, tôn lên dáng người mảnh khảnh và yêu kiều. Thẩm Dực cũng đi theo ra ngoài, đứng ở bên cạnh nàng một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng nói, dựa theo hành động của nàng. Nếu như trẫm truy cứu cho dù là nàng có chết 10 lần cũng không đủ, thậm chí trẫm còn có thể để cho cả phủ Võ An Hầu chôn cùng nàng, nhưng trẫm cũng không muốn làm như vậy. Trẫm biết, nàng không thể quên được cái chết của Mộc Cận mới mạo hiểm phạm tội dối gạt quân vương, chỉ cần nàng chịu hối hận, yên phận hồi cung cùng trẫm, trẫm có thể bỏ qua chuyện cũ, đời người còn rất dài buông bỏ thù hận nhìn về phía trước được không? Lục Oánh hoảng hốt trong giây lát, nàng không đoán được hắn lại bỏ qua cho nàng dễ dàng đến vậy, mãi cho đến khi nhắc đến Mộc Cận, sắc mặt nàng mới có chút tái nhợt. Mộc Cận vẫn là nỗi đau không thể chạm đến trong lòng nàng, nàng không dám nhớ tới Mộc Cận, mỗi lần nhớ tới đều không thể khống chế được những đau khổ từ sâu trong đáy lòng. Một lúc lâu sau, Lục Oánh mới kìm chế được sự run rẩy của cơ thể, lẩm bẩm nói, như thế nào mới có thể nhìn về phía trước. Chuyện của Mộc Cận nàng quả thật có oán trách hắn, nhưng trên thực tế nàng lại hận chính bản thân mình, là do nàng không thể bảo vệ được Mộc Cận. Nàng rời khỏi hoàng cung, quả thật nguyên nhân chuyện của Mộc Cận chỉ chiếm một phần nhỏ, lý do chính là nàng không muốn ở nơi ăn thịt người đó nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, giả vờ xem như chuyện thần thiếp rời đi không có tồn tại, sau khi hồi cung lại tạo nên cảnh thái bình giả tạo chính là nhìn về phía trước sao. Vì sao bệ hạ không thả cho thần thiếp rời đi? Đồng tử của nàng đen láy, trong đôi mắt trong veo của nàng vô thức mang theo sự chống đối. Tuy rằng đã không còn yêu hắn nhưng thật ra nàng cũng hiểu rõ hắn không giống tàn nhẫn vô tình giống như trong lời đồn, cũng không phải là người coi mạng người như có rác, lạm sát người vô tội. Trên triều cũng chưa từng độc đoán chuyên quyền, sau khi hắn đăng cơ chăm lo việc nước, làm rất nhiều việc tốt cho dân chúng. Thật sự là một minh quân, ngay cả dân chúng ở Dương Châu mỗi lần nhắc tới hắn đều khen ngợi hắn một uy phong sáng suốt. Lợi dụng nàng xong hắn lại tự trách mình. Hắn làm người có lương tâm, nhưng Lục Oánh cũng hiểu. Sự tự trách của hắn so với Giang Sơn xã tắc này không đáng để nhắc đến, nếu như còn có lần sau, hắn cũng sẽ lại gạt nàng. Hắn với nàng không phải cùng một loại người, nàng không đi vào thế giới của hắn, hắn cũng sẽ không hiểu thế giới của nàng, miễn cưỡng ở bên cạnh nhau không bằng sớm nói lời từ biệt.
Nàng mệt mỏi nói, nếu như người có thể bỏ qua chuyện cũ sao không để cho thần thiếp rời đi. Người có thể cưới một hoàng hậu dịu dàng, có đức hạnh, lại có thể sinh rất nhiều hoàng tử. Không có ta, người có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn. Thấy nàng vẫn một lòng nghĩ đến chuyện rời đi, lửa giận trong lòng Thẩm Dực lại bùng lên. Trong phút chốc trước mắt hắn lại hiện lên hình ảnh của Cố Cẩn. Chẫm bằng lòng tha thứ cho nàng đã là khai ân, nàng chớ nên suy nghĩ đến chuyện hão huyền khác. Sợ dưới cơn nóng giận mình sẽ làm tổn thương đến nàng, hắn rời khỏi bong tàu. Lục Oánh cúi mắt xuống, ôm chặt lấy cánh tay, nàng quả thật có ý nghĩ hão huyền. Sau khi bị hắn bắt trở về sau này nàng chỉ có thể bị giam trong thâm cung, không bao giờ có thể chạy trốn được nữa. Nàng thật sự không cam lòng. Lục Oánh hóng gió biển một lát, Lạc Trà đi ra khoác áo choàng lên người nàng, lập tức quỳ xuống, là lỗi của thuộc hạ, xin lỗi người. Lục Oánh lắc đầu, xoay người rời khỏi bong tàu. Khi nàng trở về phòng, Viên Viên vẫn còn ngủ say, Lục Oánh nằm bên cạnh cô bé, nàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, cảm giác xót xa cùng bất lực trong lòng lúc này mới tản đi một ít. Thẩm Dực quay về chỗ ở của mình, cho dù là ở trên thuyền hắn cũng không thể lười biếng, cách mấy ngày tình hình chiến sự đều được gửi đến chỗ hắn. Hắn luôn gửi thư về kinh thành cùng biên cương, tháng trước vài vị hoàng tử Đại Chu có ý cầu hòa, Thẩm Dực đã phái sứ giả đến nói chuyện cùng bọn họ, cãi cọ gần một tháng. Có một số chuyện vẫn cần hắn giải quyết, lần này khởi hành hắn còn mang theo rất nhiều sách. Hắn cần tìm hiểu về cách khôi phục xây dựng lại sau chiến tranh, hiểu về vấn đề nông nghiệp, xây dựng hệ thống thủy lợi. Ngồi ở bàn biết lại những thông tin hữu ích trong sách. Khi ám vệ bước vào, hắn đang viết, ám vệ bẩm báo, chủ nhân, phía sau có một chiếc thuyền vẫn theo đuôi không bỏ cuộc, thuộc hạ nghi ngờ là người của vị cố công tử kia. Thẩm Dực nói, đẩy nhanh tốc độ bỏ rơi bọn họ, cho người đi điều tra thân phận của hắn. Mấy ngày tiếp theo, Viên Viên vẫn khóc, cuộc sống trên thuyền thật sự nhàm chán, sau 3 lần câu cá. Viên Viên không muốn câu cá nữa, Lục Oánh nghĩ cách cho cô bé vui vẻ, ở bên cạnh vẽ tranh, dạy cô bé chơi cờ, hát cho cô bé nghe. Viên Viên vẫn nhớ nhà như cũ, đối với cô bé Dương Châu là nhà. Nhớ đến Cố Cẩn lại rơi nước mắt, nhớ đến hai người bà nước mắt lại rơi xuống, khi nhớ đến hai tỷ muội song sinh nước mắt cũng rơi xuống. Cả người cô bé như làm bằng nước, nước mắt rơi không ngừng, số lần khóc mỗi ngày càng nhiều. Có lẽ là do khóc nhiều cũng có lẽ là do không khí ở trên thuyền sau 5 ngày ở trên thuyền Viên Viên liền ngã bệnh. Hai gò má đỏ bừng, người cũng mơ màng, thỉnh thoảng khi kêu dậy uống thuốc, nước mắt đều rơi xuống nói muốn về nhà. Lục Oánh đau lòng đến tột đỉnh, sau khi thái y hết cách hạ sốt cho Viên Viên, cô bé nóng sốt 3 ngày lại lặp lại không thể hạ sốt. Mỗi lần chạm vào khuôn mặt nóng bừng của cô bé, Lục Oánh nhịn không được mà rơi nước mắt. Từ sau ngày Thẩm Dực phất tay áo rời đi, cũng chưa từng nói chuyện với nàng. 3 ngày khi hắn đến đây thăm Viên Viên, Viên Viên vẫn giống như trước gọi hắn là người xấu, đuổi hắn đi. Sợ cô bé khóc đến khàn giọng, hắn cố hết sức không xuất hiện trước mặt cô bé nữa. Lục Oánh thật sự lo lắng cho Viên Viên, mới tới trước mặt hắn cần xin, có thể cập bờ một chút không? Con bé còn quá nhỏ không thể ở chỗ ngột ngạt lâu, có thể sau khi vào bờ sẽ tốt hơn. Nếu như bệ hạ nôn nóng có thể đi đường thủy về trước, để lại một phần ám vệ áp giải chúng ta sẽ ngồi xe ngựa trở về. Từ áp giải khiến cho Thẩm Dực vô cùng chói tai, hắn cau mày lại. Viên Viên vẫn không hết sốt, đương nhiên Thẩm Dực cũng lo lắng, Viên Viên vẫn chỉ là một đứa bé, khi tỉnh đều bơ phờ. Lúc tỉnh cũng rất ít, dù cho mỗi lần cô bé tỉnh dậy đều trợn mắt đuổi hắn đi, hắn cũng không mong muốn cô bé bệnh. Cuối cùng hắn vẫn cho thuyền cập một bến cảng gần đó, hắn cũng không ngồi thuyền đi tiếp mà dự định đồng hành cùng hai mẹ con nàng. Vốn dĩ Viên Viên đã có ít tình thương của hắn khi cô bé sinh bệnh, hắn không thể lại bỏ rơi hai mẹ con nàng mà đi. Viên Viên ngủ rất sâu, khi rời thuyền, Lục Oánh bế cô bé lên, Thẩm Dực thấp giọng nói, để ta bế. Hắn nói xong liền đưa tay về phía Lục Oánh, Lục Oánh không đưa cho hắn cũng không đưa cho Lạc Trà mà tự mình bế Viên Viên xuống thuyền. Thẩm Dực im lặng không nói, gần đây khi ở chung cùng với nàng, nàng vẫn như thế, hắn vốn đã trầm mặc ít nói, ở trước mặt nàng lại vô cùng vụng về. Vài lần muốn lên tiếng an ủi nàng một chút nhưng cũng không biết nói cái gì, ngàn vạn câu từ cũng chỉ có thể đọng lại một câu, nàng đừng lo lắng, Viên Viên sẽ không sao. Lục Oánh đau lòng ôm chặt cơ thể bé nhỏ của Viên Viên. Đây là một tòa thành nhỉ, khi thuyền cập bờ mặt trời vừa mới xuất hiện ở đường chân trời, bên cảng không có người, vô cùng yên tĩnh cùng vắng lặng. Sau khi lên bờ, Thẩm Dực liền cho người tìm nhà để dừng chân, đoàn người bọn họ tạm thời ở lại, một canh giờ sau Viên Viên mới tỉnh. Sau khi cô bé tỉnh mới phát hiện bọn họ đã rời xa biển, hai mắt sáng lên hơn cả tơ bóng, mẫu thân, chúng ta về nhà rồi sao? Nhìn thấy cô bé vui vẻ như vậy, Lục Oánh không nhẫn tâm nói cho cô bé biết sự thật, nàng lắc đầu nói dối cô bé, Viên Viên nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho thật tốt được không? Chờ Viên Viên khỏe hơn, mẫu thân liền đưa con về nhà. Viên Viên yếu ớt dạ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười.
Lục Oánh cho cô bé ăn chút đồ ăn, lại cho cô bé uống một chén thuốc. Thuốc vô cùng đắng, mỗi khi cô bé uống thuốc đều có chút khó khăn, Viên Viên không chịu uống. Lục Oánh vẫn ngày đêm chăm sóc cho Viên Viên, vất vả lắm mới dỗ được cô bé uống thuốc. Trên trán của Viên Viên vẫn còn nóng, sau khi uống thuốc lại ngủ. Thái y đến bắt mạch cho Viên Viên điều chỉnh phương thuốc một chút. Lục Oánh cầm một cái khăn để vào trong chậu nước thấm ướt rồi đắp lên trán cô bé. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Viên Viên, thỉnh thoảng thay khăn trên trán, đôi mắt đỏ ngầu. Trái tim Thẩm Dực đau nhói, trong lòng đau xót, hắn thấp giọng nói, nàng nghỉ một lát đi, để ta chăm sóc Viên Viên. Lục Oánh cũng không nghe, lạnh nhạt nói lời từ chối, không cần làm phiền bệ hạ. Hắn buộc phải điểm huyệt ngủ của nàng, lập tức cúi xuống đưa tay bế nàng lên cẩn thận đặt lên sạp sưởi. Hắn nhịn không được cúi xuống quan sát nàng một chút. Sau hơn 3 năm, đường nét trên khuôn mặt của nàng đã thay đổi, trưởng thành hơn, mặc dù chưa trang điểm nhưng đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo. Hôm nay nàng mặc váy áo màu tím vô cùng tao nhã nhưng vẫn đẹp kinh động lòng người. Ánh mắt Thẩm Dực vô thức dừng ở trên khuôn mặt nàng. Lâu như vậy đây là lần đầu hắn có thể nhìn nàng một cách tỉ mỉ. Nàng đẹp hơn trước nhưng trong ánh mắt nàng nhìn hắn không còn sự mong chờ, chỉ còn lại lạnh lùng cùng thờ ơ. Hắn nhịn không được mà đưa tay sờ lên hai má của nàng. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh nàng cười nói khi đứng ở bên cạnh Cố Cẩn, trong ngực hắn lại nhói đau. Chờ đến khi Lục Oánh tỉnh lại đã là sang ngày thứ hai, mặt trời vừa lên từ phương đông, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong. Lục Oánh có chút mơ màng, sau khi có lại ý thức trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng nhìn qua chỗ Viên Viên, đập vào mắt nàng là bóng dáng của Thẩm Dực. Hắn ngồi ở trên ghế trước giường, tự mình chăm sóc Viên Viên, bàn tay to lớn của hắn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, yên lặng nhìn chăm chú. Lục Anh không khỏi giật mình, nhất thời bất động. Thẩm Dực nghe thấy tiếng động quay người lại nói, Viên Viên đã hạ sốt, nàng không cần lo lắng, có thể ngủ thêm một lát. Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, mắt cũng đỏ ngầu, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Cổ họng Lục Oánh siết chặt, im lặng một lúc mới nói, bệ hạ đi nghỉ đi, để thần thiếp chăm sóc con bé. Giọng nói của nàng khó mà được ôn hòa nhã nhặn như vậy, trong lòng Thẩm Dực khẽ động, ngoan ngoãn đứng lên trả lại vị trí cho nàng. Hắn đi ra ngoài không bao lâu đã cho người đưa đồ ăn đến, ta đã cho người làm sườn lợn xào chua ngọt, thịt lợn thái sợi xào cùng với khoai ngâm giấm, nàng ăn trước một ít. Ba món này trước đây Lục Oánh rất thích ăn. Trước đây nàng rất thích ăn ngọt, sau khi có thai Viên Viên khẩu vị mới thay đổi một chút. Nàng nói cảm ơn, rửa mặt xong dùng ăn qua loa vài đũa. Cơ thể Viên Viên quả thật đã khá lên, sau một ngày dưỡng bệnh. Cơ bản cô bé đã khỏi bệnh, lúc ở trên thuyền cô bé không có cảm giác an toàn. Ba ngày Lục Oánh dỗ dành mới có thể di rời được một ít sự chú ý của cô bé, nhưng khi đêm đến nghe thấy tiếng sóng biển dồn dập lại đòi về nhà. Sau khi lên đất liền Viên Viên mới không còn sợ, cho nên đã hồi phục lại tinh thần. Sau khi dùng bữa sáng xong, cô bé dựa sát vào trong lòng ngực của Lục Oánh, mẫu thân, Viên Viên khỏe rồi có thể về nhà được không? Chóp mũi Lục Oánh có chút cay nồng, nàng cúi xuống hôn lên khuôn mặt của Viên Viên, nhỏ giọng nói, chờ Viên Viên khỏe chúng ta sẽ đến kinh thành gặp ca ca. Ở kinh thành còn có ông ngoại, bà ngoại, bọn họ yêu thương mẫu thân cũng sẽ đặc biệt yêu thương Viên Viên, Viên Viên không nhớ bọn họ sao? Lục Oánh luôn nói với cô bé, nàng có người thân, khi đó Viên Viên cũng từng hỏi khi nào mới có thể gặp được bọn họ. Giờ đây khi nghe mẫu thân nói như vậy, trong lòng cô bé bắt đầu giằng co, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc khắc cũng nhíu lại, vừa muốn về nhà cũng vừa muốn đến kinh thành. Lục Oánh xoa đầu của cô bé, mẫu thân để Viên Viên ở lại trong sân chơi một lát được không? Chúng ta từ từ suy nghĩ. Viên Viên gật đầu. Viên Viên thích cảm giác ổn định, chân đạp xuống đất không giống như trên biển cảm giác chênh vênh, xoay vòng rất khó chịu. Trên khuôn mặt cô bé cuối cùng cũng đã hiện lên nụ cười, chạy vòng quanh sân, khi cười lúm đồng tiền hình trái lê cũng lộ ra nhìn vô cùng ngây thơ cùng hồn nhiên. Thẩm Dực cũng đi ra, trên người hắn là bộ quần áo màu đỏ tía, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng, cho dù đứng một chỗ cũng có khí thế ép người. Viên Viên nhìn thấy hắn lại hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhìn sang một bên, khịt mũi, người xấu. Trẻ con thực chất là những sinh vật rất nhạy cảm và có những phán đoán riêng của chính mình. Cô bé cảm thấy hắn là người xấu là bởi vì hắn vừa xuất hiện đã bắt nạt mẫu thân, bởi vì hắn mà cô bé cùng mẫu thân bị bắt rời khỏi nhà. Lục Oánh không biết phải làm thế nào, sợ hành động của cô bé lại chọc giận Thẩm Dực, lại nghiêm mặt nói, Viên Viên không được vô lễ, đây là phụ hoàng, khi nhìn thấy người con phải gọi là phụ hoàng. Viên Viên không để ý tới hắn, chôn mặt mình vào trong lòng ngực của Lục Oánh. Viên Viên vẫn còn giận hắn, cô bé còn nhớ rõ hắn đã hung dữ bảo cô bé im lặng nên mới không gọi phụ hoàng. Đôi mày thanh tú của Lục Oánh cau lại, trên mặt có chút nghiêm nghị, Viên Viên. Viên Viên chột dạ, cô bé lén nhìn mẫu thân bởi vì không chịu gọi phụ hoàng, cô bé cúi đầu xuống, hai tay cũng xoắn lại với nhau. Thẩm Dực nói, Viên Viên vẫn còn nhỏ,
lại không ở gần ta, con bé không thích cũng là chuyện bình thường, không cần bắt ép con bé. Lục Oánh siết chặt bàn tay nhỏ bé của Viên Viên, cô bé vẫn cúi đầu thấp xuống không nói lời nào. Lại dựa sát vào Lục Oánh rụi rụi lên người nàng làm nũng, cô bé vẫn như cũ không chịu để ý đến hắn. Thật ra Lục Oánh cũng không muốn chú ý nhiều đến hắn, nhưng bởi vì hắn là hoàng đế nàng không thể ném cho hắn cái mặt lạnh. Nàng bế Viên Viên lên, lạnh nhạt nói, nếu như bệ hạ không có chuyện gì, thần thiếp đưa Viên Viên về phòng. Ngực Thẩm Dực như thắt lại, hắn chỉ có thể nhìn nàng ôm Viên Viên rời đi. Lục Oánh đặt Viên Viên lên giường la hán, chọc lên cái mũi nhỏ của cô bé, về sau không được gọi là người xấu, biết không, đó là phụ hoàng của con. Mấy ngày trước khi Viên Viên bị bệnh, Lục Oánh đã giải thích qua với cô bé, phụ hoàng chính là cha, Viên Viên không có ấn tượng gì về cha. Chú Vệ Giang không có cha, chú Cố Cẩn cũng không có cha, chỉ có cậu bé nhà hàng xóm hay bắt nạt cô bé là có cha. Viên Viên còn nhìn thấy cha của cậu bé dùng bàn tay đánh cho cậu bé văng vào vách tường chảy cả máu mũi, rất là đáng sợ. Viên Viên buồn rầu nói, vậy người đó có đánh ca ca không? Lục Oánh ngớ ra một lúc mới ý thức được người đó trong miệng Viên Viên là chỉ Thẩm Dực. Mấy ngày trước Lục Oánh giải thích cho Viên Viên vì sao nàng đưa cô bé đến Dương Châu. Nàng chỉ nói đơn giản rằng nàng không thích Hoàng Cung, muốn đi đến nơi khác sống cho nên mới mang theo cô bé rời khỏi Hoàng Cung, để An An ở lại Hoàng Cung cho phụ hoàng của cô bé chăm sóc. Nghĩ đến việc Viên Viên sợ Thẩm Dực đánh cho nên cô bé mới hỏi như vậy, nàng cười nói, tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng sẽ không đánh người cũng sẽ không đánh Viên Viên. Viên Viên vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Thẩm Dực cũng trở về phòng của mình. Một lát sau ám vệ bước vào bẩm báo, hai mẹ con Cố Cẩn 6 năm trước lấy thân phận là người Huyện Định, Hoành Châu theo dân chạy nạn đến Dương Châu. Trước đây Huyện Định, Hoành Châu mất mùa, người chết hơn một nửa, một số người chạy đến Dương Châu, cũng có một số người đi về phía Nam. Lăng Yên tìm được mười mấy người trong Huyện Định, cầm chân dung của hai mẹ con họ cẩn thận hỏi qua từng người. Không ai nhận ra bọn họ, hai mẹ con họ xuất hiện không có căn cứ cũng không phải là người của Huyện Định. Thẩm Dực cau mày, tướng mạo Cố Cẩn cùng phong thái không giống như người bình thường, không chỉ có Cố Cẩn mà hành động. Lời nói của Từ Thị cũng không giống phụ nhân nhà bình thường. Hắn nói, cho người điều tra 6 năm trước có phu nhân cùng công tử nhà quyền quý qua đời cùng nhau không. Khi ám vệ đang định lui ra ngoài, hắn lại nói, không chỉ giới hạn trong Đại Tấn, Dương Châu cách Đại Chu chỉ có 3 tòa thành. Nói không chừng là người từ Đại Chu trốn đến đây, công tử nhà giàu bình thường bên cạnh sẽ không có nhiều ám vệ đến vậy. Xuất thân của y nhất định không tầm thường, theo trẫm biết 6 năm trước không có công tử cùng phu nhân nhà huân quý nào qua đời cùng một lúc. Ám vệ lên tiếng, lui ra ngoài. Sau khi ám vệ ra ngoài, Thẩm Dực nhịn không được lấy túi tiền trong lòng ngực ra. Túi này trước lúc hắn xuất phát An An đã đưa cho hắn, nói có thể bảo vệ cho hắn được bình an. Trên túi thêu một con hổ nhỏ, này chính là túi thêu mà Lục Oánh làm cho An An. Cậu bé lo lắng cho phụ hong nên đã đem bùa hộ mệnh của mình tạm thời cho hắn. Thẩm Dực nhịn không được mở ra túi ra nhìn vào bên trong mới phát hiện bên trong ngoài bùa hộ mệnh còn có 2 viên kẹo đường mạch nha. Kẹo này An An mua vào dịp Tết Nguyên Tiêu, tổng cộng mua hơn 10 viên, lại cho hắn 2 viên. Sắc mặt Thẩm Dực vô thức trở nên ấm áp hơn, nhớ đến dáng vẻ khóc nhè khi tạm biệt của cậu bé, hắn có cảm giác giống như một mũi tên muốn bay nhanh về nhà. Hắn nhìn một lát, cất lại túi tiền vào trong ngực, mà xui quỷ khiến thế nào hắn lại bỏ kẹo đường mạch nha ra bên ngoài. Bởi vì sức khỏe của Viên Viên đã hồi phục, buổi chiều cùng ngày bọn họ liền xuất phát. Khi ngồi ở trên xe ngựa, Viên Viên hiếu kỳ vén rèm lên nhìn ngắm bên ngoài, vừa lên thuyền cô bé vừa khóc vừa la hét đòi về nhà. Lục Oánh ôm cô bé dỗ dành, đừng sợ, đừng sợ. Thuyền này vừa lớn lại vừa an toàn, Viên Viên đừng sợ. Thuyền này không chìm đâu, hơn nữa đi thuyền rất nhanh, vù một phát là đến kinh thành, chúng ta ngồi thuyền được không? Viên Viên lắc đầu, trên mặt đều là sự chống cự, chỉ trong chốc lát trên khuôn mặt nhỏ đã đầy nước mắt. Thái y nói, có một số người khi ngồi thuyền sẽ cảm thấy khó chịu, tiểu công chúa là đang sợ hãi. Nhìn thấy Viên Viên khóc, Lục Oánh lại nhớ tới dáng vẻ lúc cô bé nóng sốt, trái tim như bóp chặt, nàng nhìn về phía Thẩm Dực. Thẩm Dực nói, đi xuống đi, cũng không nhất thiết phải đi đường thủy. Tuy là nói như thế nhưng đi đường thủy có thể tiết kiệm một nửa thời gian, đoạn đường vừa rồi bọn họ đi còn chưa được một nửa lộ trình. Đi xe ngựa ước chừng còn phải hơn một tháng mới có thể đến kinh thành, Lục Oánh cũng không muốn đi cùng với hắn, dù cho nhất định phải trở về kinh thành thì đi tách ra cũng có thể thoải mái một chút. Nàng lên tiếng khuyên nhủ, người không nên rời kinh lâu, không bằng người đi đường thủy về trước, chia quân ra làm hai là được. Nhưng Thẩm Dực không có nghe theo lời của nàng, lập tức cho hạ thuyền. Mãi cho đến khi hạ thuyền, nàng lại dỗ thêm một lát, Viên Viên mới không khóc nữa. Thẩm Dực cho người lần nữa mua một số xe ngựa rộng rãi, trên xe ngựa có trải một lớp lông chồn, khi mệt còn có thể nằm xuống ngủ. Việc làm cho Lục Oánh thấy không thoải mái đó chính là khi xuất phát, Thẩm Dực lại lên xe ngựa của các nàng.
Cho dù xe ngựa thực sự rộng rãi nhưng hắn vừa lên trong nháy mắt Lục Oánh chỉ cảm thấy trở nên chật chội. Viên Viên đang ghé vào cửa sổ nhìn các tiểu thương bên ngã tư đường sau khi hắn lên xe, trong nháy mắt cô bé ngồi ngay ngắn, vẻ mặt đề phòng. Vẻ mặt Lục Oánh tuy không hiện lên sự đề phòng như cô bé nhưng vô thức cũng hiện lên tia chán ghét, nàng ôm Viên Viên vào trong lòng, ra sức khuyên nhủ. Người bận rộn chuyện triều chính, cần xử lý nhiều việc không bằng đi một chiếc xe ngựa khác, thần thiếp cùng Viên Viên thường xuyên nói chuyện sợ là sẽ làm phiền đến người. Không ngại, hắn ngồi xuống ở bên trong xe ngựa. Viên Viên chớp chớp đôi mắt đen láy của mình, cô bé hừ mạnh một tiếng muốn đuổi người nhưng lại sợ mẫu thân trách mắng. Cô bé lanh lợi nghĩ rồi nói, mẫu thân, xe ngựa này là của chúng ta sao? Lục Oánh giải thích, là phụ thân của con cho người đi mua. Viên Viên thất vọng a một tiếng, cúi đầu xuống, cũng không còn hứng thú mà quan sát các tiểu thương bên ngoài. Lục Oánh xoa đầu trấn an cô bé, ánh mắt dừng lại ở đôi chân dài thẳng tắp của Thẩm Dực, nàng ôm Viên Viên lùi sang một bên. Thẩm Dực biết hai mẹ con nàng đều ghét hắn, hắn cũng không lên tiếng để người ta phải chán ghét thêm, lấy một quyển sách ở bên ra đọc. Bên trong thùng xe yên tĩnh, trong nhất thời chỉ có tiếng lật sách, Viên Viên không đọc sách, mỗi lần Lục Oánh dạy đọc thơ cô bé đều trốn đi. Đối với cô bé những bộ sách kia cực kỳ đáng sợ, nhìn thấy hắn đọc hết trang này đến trang khác không thấy chán, Viên Viên nhịn không được mà nhìn trộm hắn. Trong đôi mắt long lanh của cô bé chứa đầy sự tò mò. Đương nhiên Thẩm Dực cũng đã nhận ra, hắn ngước mắt nhìn về phía cô bé. Trong nháy mắt Viên Viên quay người chỉ để lại cho hắn bóng lưng của cô bé. Cô bé xoay người rất nhanh, hai bím tóc nhỏ trên đầu của cô bé cũng đung đưa theo. Thẩm Dực đã từng chăm sóc An An, bởi vì An An là thái tử cho nên hắn chỉ có thể đặt ra yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng khi đối mặt với Viên Viên trong lòng hắn vô thức trở nên mềm nhũn, hắn lấy từ trong ngực ra hai viên kẹo mạch nha kia vụng về nhét vào tay cô bé. Viên Viên bị hắn dọa sợ, cơ thể đều kéo căng khi nhìn thấy kẹo mạch nha, đôi mắt đen mở to, trên mặt còn có chút ngẩn ngơ. Có chút ngẩn ngơ.